Xin chào tất cả quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Tôi đang có mặt tại trên đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, thuộc huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai, một trong những tỉnh nằm ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Và bây giờ thì hãy cùng tôi để đi dọc theo thị trấn này với những con đường rất đẹp ở đây. Khi tôi đi qua đây thì đang là buổi trưa nên lượng giao thông tham gia ở đây cũng rất là vắng. Nói đến Tây Nguyên thì chúng ta được biết đến với một mảnh đất, với một vùng đất hùng ca và huyền thoại, với rất nhiều các cái câu chuyện huyền thoại và linh thiêng tại mảnh đất này. Và bây giờ thì những thị trấn của tuyến huyện đã phát triển rất mạnh ở đây. Đây chính là quốc lộ 14 đi từ phía Đắk Lắk, thành phố Buôn Mê Thuột, đi lên trên Gia Lai, Kon Tum. Từ đây về thành phố Pleiku 37 cây và đi sẽ phải đi Tuy Hòa là 180 cây, cũng khá là gần. Và quý vị có thể nhìn thấy ở đây rất sầm uất. Ở đây là khu chợ. Đường xá được làm rất rộng lớn tại đây. Mảnh đất Tây Nguyên bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Đã từ rất lâu tôi chưa quay lại Tây Nguyên. Và bây giờ thì quay lại, sự thay đổi rất lớn. Ở đây thì có một cái công viên văn hóa Cơ Lương. Đang là ngày 20 tháng 10 nên ở đây họ bán cũng rất là nhiều hoa. Một cái công viên cũng khá là sạch sẽ và nhiều cây xanh. Vì quỹ thời gian của tôi không nhiều nên một số huyện tôi sẽ không ở lại đó được để làm phóng sự, và sẽ đi đến những nơi mà còn nghèo khó để quay cho quý vị xem. Và ở đây thì có đường Trường Sa, như quý vị nhìn thấy này, bên này là đường Phan Đình Phùng, bên kia là đường Trường Sa và đường Phan Đình Phùng. Đây có lẽ chính là khu hành chính của huyện, cơ quan bảo hiểm y tế này, rất nhiều các cơ quan ở đây. Đây này là đường Phạm Văn Đồng. Và ở đây thì quý vị nhìn thấy đều làn đường đều phân cách bằng dải phân cách cứng, là trồng hoa và trồng cây ở giữa. Đây có đường Trần Hưng Đạo. Những trục đường rất đẹp tại một cái thị trấn nhỏ. Ở trên này gió rất là mạnh. Tiếng gió rất là mạnh. Những quán cà phê ở đây người ta decor rất là đẹp. Ồ, và trục đường này rất dài. Những hình ảnh rất đẹp tại Chư Sê. Bên này thì có một cái hồ hay là dòng sông gì đó người ta đang quy hoạch. Với một chú ngựa sắt để đi ngao du khắp cái Việt Nam này,
Đó là một điều rất là thích thú để tìm hiểu đời sống của bà con nhân dân các dân tộc của Tây Nguyên. Tôi sẽ đi quay lại để về quốc lộ 14. Đường họ làm ở đây, họ làm đường rất đẹp. Những cái bọn ba que xỏ lá luôn nói rằng Việt Nam không phát triển, những người dân đồng bào Tây Nguyên khó khăn và không phát triển được, thì những thước phim như thế này sẽ là câu trả lời cho những kẻ chuyên xỏ lá. Những con đường đất đỏ dường như giờ đây không còn nhiều, mà thay vào đó là những con đường nhựa rất đẹp. Những con đường lượn vòng cũng không còn nữa, và tất cả đã được làm rất là thẳng thắn, được quy hoạch rất tốt. Ở ngay trên cổng này, người ta ghi một cái khẩu hiệu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng của người quá tuyệt vời để cho con cháu Việt Nam thực hiện. Tây Nguyên xanh bao la và bạt ngàn hoa trái. Người dân nơi đây bây giờ cuộc sống đã đầm ấm hơn rất nhiều. Đây là trụ sở huyện ủy bên tay phải, nằm ngay ở trên quốc lộ 14. Này được làm từ năm nào chú? Làm được bao nhiêu năm rồi? 8-9 năm rồi. À, đường ở thị trấn này, Chư Sê này. Quá đẹp chú nhỉ? Bây giờ giao thông lâu lắm rồi cháu mới vào đây. 23 năm rồi. Trở về đây thấy đẹp quá. Dạ. Chư Sê hướng tới một đô thị văn minh. Đúng, thực sự để đô thị phát triển được thì đường xá giao thông đi lại, cơ sở hạ tầng phải phát triển. Ngay bên phía tay trái thì là một khu quy hoạch về khu thể thao của huyện. Xin gửi tới quý vị những hình ảnh thoáng qua của thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.